Cho nên mọi người các bạn tu rồi tự nhiên thấy tôi đổi tánh. Hồi trước tôi sân si, tôi giận hờn, bây giờ tôi thấy tôi đổi. Tôi thấy tôi càng nhịn nhục. Càng nhịn nhục tôi càng sáng suốt. Càng nhịn nhục tôi càng cởi mở. Càng nhịn nhục tôi thật sự học hỏi được. Không có một gì sâu hết, không có một trạng thái nào mà sâu hết, không có trạng thái nào mà không phải là chân lý ở mặt đất. Hạt cát mà cũng là chân lý sự. Chúng ta đạp nó như chân mà chúng nó ở trên đầu ta mà ta đâu có thấy. Hạt cát nó cũng là chân lý sự. Mà chúng ta chê hạt cát. Người ta đã đem cái trí thức, chúng ta chê người này, chê người kia, chê người nọ. Rốt cuộc mình trói buộc mình vào trong một cái cây không có lối thoát. Và chúng ta nhịn nhục và chúng ta phục vụ thì không bao giờ, không bao giờ chúng ta kẹt. Nhịn nhục tối đa, phục vụ tối đa, không bao giờ các bạn bị kẹt. Nhưng mà các bạn không hỏi tới vụ cụ, không bao giờ bị thất bại.